Chào mừng các bạn đã đến với kênh Minh Vlog Phong thủy tử vi. Hôm nay tôi chia sẻ với các bạn một video về nhân tướng học, xem tướng nốt ruồi mắt tiết lộ về cuộc đời. Thông thường ai cũng có nốt ruồi và nó có thể mọc ở bất cứ vị trí nào trên cơ thể. Căn cứ vào vị trí, màu sắc của nốt ruồi mà người ta có thể nhận biết được tính cách, cuộc đời, vận mệnh của người đó. Theo nhân tướng học, nốt ruồi khi xem tướng nốt ruồi thì màu sắc thường không quan trọng bằng vị trí của nó. Có những nốt ruồi rơi vào cung quan lộc nhưng cũng có nốt ruồi mọc ở vị trí kiếp sát. Xem tướng nốt ruồi ở mắt, ở trong mắt, nốt ruồi dưới mắt, khóe mắt hay gần mắt, người ta có thể căn cứ vị trí xuất hiện của chúng để phán đoán. Vì mắt vẫn được coi là cửa sổ của tâm hồn, nên vẻ đẹp của đôi mắt phần nào thể hiện được tâm hồn của chủ nhân và đặc điểm thu hút với người đối diện. Dưới đây là một số vị trí nốt ruồi ở mắt: nốt ruồi trong mắt, nốt ruồi dưới mắt phải và trái, nốt ruồi gần mắt ở khóe mắt, nốt ruồi quanh mắt đàn ông và phụ nữ, cho biết về tính cách, tương lai, số phận của người sở hữu nó. Mời các bạn hãy cùng tham khảo. 1. Tướng nốt ruồi trong mắt. Nốt ruồi trong mắt là vị trí thường rất ít khi thấy, nhưng không phải là không có. Đôi mắt thể hiện vẻ đẹp tâm hồn con người. Chính vì thế, người có nốt ruồi trong mắt thường là người nhạy cảm, có cuộc sống giàu sang, phú quý. Về tính cách, tướng nốt ruồi trong mắt đàn ông hay phụ nữ, đặc biệt là mắt phải, biểu thị là người nhạy cảm, đa cảm xúc. Phụ nữ có nốt ruồi trong mắt phải có cuộc sống bình lặng, yếu đuối, dễ đầu hàng trước những áp lực của cuộc sống. Xem tướng nốt ruồi trong mắt đàn ông thì cho thấy đó là người giỏi che đậy cảm xúc, sống nội tâm và không hay bộc lộ tâm tư, tình cảm của mình. Về vận số, theo quan niệm dân gian hay nhân tướng học, nốt ruồi trong mắt đàn ông và phụ nữ đều là tướng tốt, chủ về tài lộc. Nếu làm ăn buôn bán thì rất thuận lợi. Bản thân những người này rất năng động, nhanh nhẹn, có ý chí, nghị lực nên không bao giờ muốn dựa dẫm vào người khác, mà luôn tự mình cố gắng phấn đấu nỗ lực đến cùng. 2. Tướng nốt ruồi ở gần mắt. Bất kể là đàn ông hay phụ nữ có nốt ruồi ở gần mắt thì đều không tốt cho chuyện hôn nhân và con cái. Nam giới có nốt ruồi ở gần mắt trái, nữ giới có nốt ruồi ở gần mắt phải là nét tướng khắc khổ, hại con trai, khắc bạc với con gái. Xem bói nốt ruồi quanh mắt cần đặc biệt lưu ý về sức khỏe. Những người có nốt ruồi quanh mắt cần đặc biệt lưu ý về sức khỏe. Người này dễ mắc các bệnh về thận, đường máu hay suy giảm trí nhớ. Cuộc sống hôn nhân cũng không mấy thuận lợi, vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn, lo lắng cho con cái nhưng lại hại chúng cả đời khắc khổ. Nếu nốt ruồi quanh mắt có màu đỏ, nốt ruồi son thì cuộc sống đỡ được phần nào, có chút may mắn hơn nhưng vẫn cần lưu ý về chuyện sức khỏe. 3. Tướng nốt ruồi ở khóe mắt. Theo thuật xem tướng nốt ruồi, người có nốt ruồi ở khóe mắt là tướng lục lâm thảo khấu. Nếu mọc trên con mắt thì cuộc sống rất vất vả, khó khăn. Mọc dưới con mắt là người có tài lộc bất ngờ, còn mọc trong lông mày thì chủ về công danh, sự nghiệp phát triển. Đàn ông hay phụ nữ có nốt ruồi ở khóe mắt trái đều có cuộc sống hôn nhân, gia đình hay mâu thuẫn, nảy sinh vấn đề, có kẻ thứ ba chen ngang, khiến tình cảm vợ chồng, hạnh phúc gia đình bị rạn nứt. Phụ nữ có nốt ruồi ở khóe mắt trái là người có dục vọng cao, đa tình, phóng túng, nên dễ rơi vào các cuộc tình tay ba. Mặc dù vận số cực đào hoa nhưng thực chất lại vô cùng đần độn trong chuyện hôn nhân gia đình. Đàn ông có nốt ruồi ở khóe mắt bên phải cộng thêm có nhiều nếp nhăn giải quạt thì nên chú ý đến sức khỏe, nhất là các triệu chứng về sinh lý. Nam giới có một nốt ruồi dưới khóe mắt màu đen rõ ràng, hình dáng đẹp là người khéo mồm miệng, sự nghiệp phát triển nếu biết cách phát huy sở trường đúng cách. 4. Tướng nốt ruồi ở đuôi mắt. Theo quan niệm dân gian, bất kể là đàn ông hay phụ nữ sở hữu nốt ruồi ở đuôi mắt đều là người có vận số đào hoa, được nhiều người theo đuổi. Nhưng chuyện tình yêu hôn nhân lại gặp nhiều trở ngại, không được trọn vẹn lâu bền nên khó tính chuyện hôn nhân. Phụ nữ có nốt ruồi ở đuôi mắt phải là người sống xa hoa, nhiều tham vọng, rất đào hoa, có sức hấp dẫn với người khác giới, được nhiều người mến mộ nhưng khó có tình cảm chân thành mà chỉ mang tính chất lợi dụng. Nhìn chung, nữ giới có nốt ruồi ở đuôi mắt phải cuộc sống hôn nhân không mấy hạnh phúc, vợ chồng thường hay mâu thuẫn, tranh cãi. Tuy nhiên về tính cách thì họ là người có tài ăn nói, giỏi giao tiếp nên có nhiều mối quan hệ xã hội, sự nghiệp thành công nếu biết phát huy đúng năng lực. Nam giới có nốt ruồi ở đuôi mắt phải đại diện cho cung thê thiếp. Bất luận nốt ruồi đậm hay nhạt cũng cho thấy vợ của người này thường có sức khỏe yếu hay ốm đau, tính nết thất thường, dễ nảy sinh chuyện ngoại tình. Nếu đuôi mắt hõm lại thì người này còn có hôn nhân không viên mãn, thường hay bất đồng, tranh cãi với nửa kia của mình. Phụ nữ có nốt ruồi ở đuôi mắt trái được gọi là tả gia môn, đại diện cho hôn nhân, chồng con. Đây là một nét tướng xấu, khắc chồng khắc con, thường bắt đầu vào tuổi 35, vợ chồng hay xung khắc, cãi vã không hạnh phúc, hoặc chia ly, hàn nặng hơn thì âm dương cách biệt.
Nam giới có nốt ruồi ở đuôi mắt trái biểu thị là người thông minh, nhanh nhẹn, cẩn thận, mạnh mẽ, táo bạo, biết cư xử với mọi người xung quanh. Đàn ông có nốt ruồi đuôi mắt trái luôn tự phấn đấu, rèn luyện, không ỷ lại phụ thuộc vào người khác nên học vận khá thành công và giàu có. 5. Tướng nốt ruồi trên mí mắt. Người có nốt ruồi mí mắt trên bên trái có tính cách phóng khoáng, thích tự do, ghét ràng buộc. Chính vì vậy họ thường là những người năng động, thích di chuyển. Đa phần những người có nốt ruồi trên mí mắt phải nếu to, tròn, êm bóng thì lại tài vận vô cùng tốt, tính cách hiền lành, lương thiện, được nhiều người yêu mến, giúp đỡ. Tuy nhiên nếu nốt ruồi mí mắt mờ nhạt thì lại cho thấy con người này ương bướng hay phản kháng nên dễ đánh mất nhiều cơ hội phát triển bản thân. Trong nguyên tương học, vùng mí mắt được gọi là lệ đường. Nốt ruồi ở mí mắt bên dưới được gọi là nốt ruồi lệ đường hay nốt ruồi đón dòng chảy nước mắt. Xem nốt ruồi dưới mí mắt là người lần đận trong chuyện tình cảm, dễ bị người khác lợi dụng nên chịu nhiều tổn thương. Tướng nốt ruồi dưới mí mắt thường hay suy nghĩ, lo lắng về chuyện con cái, cuộc sống hôn nhân, không ý, dễ mâu thuẫn bất hòa, dẫn đến tan vỡ. Nếu nốt ruồi dưới mí mắt trái mà to, tròn, rõ nét thì đó là vận số đông con cháu, gia đình yên ấm thuận hòa, con cháu giỏi giang. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và dành thời gian theo dõi. Các bạn có thể nhấn like và đăng ký kênh để sớm nhận được video mới nhất. Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc.